Xin chào các bạn nha. Sơn vừa làm xong chiếc xe Sirius FI ha. Lắp đặt chống trộm Hyperion với lại bộ led Audi mắt cú một màu trước nha các bạn. Với lại bóng F1 đằng sau. Rất là nhiều ha, rất là nhiều đèn bên sơn. Thì xe này có một vị khách quen qua làm ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tính năng chống trộm trước cho các bạn xem ha. Rồi, thí dụ như đây nè các bạn. Đây là cái remote của chống trộm nha, chống trộm Hyperion nha các bạn. Cái này là hàng cao cấp hiện nay rất là nhiều anh em tin tưởng ha. Có thể chống trộm, chống cắp xe, mở yên điện, rồi chống dắt xe. Nói chung tìm xe trong bãi nữa, rất là nhiều tính năng đặc biệt ha. Với lại nhập mã cứu hộ nữa nha. Đó, rất là tốt ha. Thì bây giờ mình sẽ thử những tính năng như sau ha. Bây giờ cái remote này các bạn thấy không, mình bấm chữ mode nè. Đó, bấm chữ mode ha. Nó hiện màu đỏ lên là cái remote mình là đang tắt nguồn nha các bạn nha, đang nằm trong trạng thái tắt nguồn ha. Thì cái remote này tắt nguồn thì chiếc xe của các bạn á là giống như không có điện luôn. Nó không có điện luôn. Ví dụ như bây giờ ăn trộm mà có lấy được chìa khóa mình á thì nó cũng không có điện nha các bạn. Mở khóa lên. Ví dụ người nhà cũng vậy nữa, mở khóa lên không có điện. Và trong thời gian 5 giây sau thì nó sẽ hú còi các bạn nha. Nó đèn không có chạy luôn ha, không có điện miếng điện luôn. 5 giây sau sẽ hú còi, báo hiệu mình tiếp theo hú còi nè các bạn. Khi mà hú còi bốn đèn xi nhan sẽ chớp. Đó. Bốn đèn nhanh sẽ chớp các bạn nha. Hay hay. Giờ mình mở nguồn lên, ví dụ như bấm chưa mod. Các bạn bấm chưa mod khoảng 5 giây. Đó. Khi mà nó hiện cái đèn đỏ và nó chớp 3 lần đèn xanh thì hiện thì cái remote này nó sẽ mở nguồn. Thì cái remote này mở nguồn thì nó nhận diện được cái remote gần chiếc xe khoảng chừng 20m là xe nó mới có điện lại cho các bạn chạy ha. Đó. Thì các bạn đề máy chạy. Cái remote này đang nằm trong trạng thái khi mở nguồn nha các bạn. Mở nguồn rồi đó, mình đang mở nguồn đó. Không giống như những cái chống trộm khác. Thì những bộ chống trộm khác giống như các bạn đang chạy xe và các bạn bị cấn xe á. Giống như mình ngồi lên cái remote này cấn thì nó sẽ kích hợp chống trộm giống như tắt máy luôn các bạn. Nguy hiểm lắm. Nói chung bộ chống trộm này khi mình nổ máy lên á là nó chỉ có chống cốp thôi các bạn, hiểu không? Chống cốp thôi. Thì bấm chữ mode nè, các bạn không có tín hiệu luôn ha, bấm remote nè. Đó. Nó chỉ hiện sáng xanh lên thôi, nó không có tín hiệu gì hết. Bây giờ mình tắt máy cái đi. Đó, mình bắt tắt máy cái mình bấm chữ mode. Bấm chữ mode nó mới có tín hiệu nha các bạn nha. Là nó bấm chữ mode nè, nó sáng xanh lên cái. Cái remote nó chớp xanh lên một cái. Cái đèn xi nhan nó chớp 2 lần, tiếng còi kêu tít tít 2 lần là hiện tại chiếc xe của các bạn là đang nằm trong trạng thái là chống người ta đụng vô xe mình và chống người ta bẻ phá xe luôn. Đó. Đó ha. Cái này là nó đụng xe nè các bạn. Đụng xe thì nó sẽ chớp đèn đầu tiên, nó sẽ báo hiệu cho mình đừng nên đụng tiếp ha. Nè, đụng lần thứ hai nó sẽ kêu tít tít ha các bạn. Thứ ba nó kêu tiếng dài hơn. Thứ tư nè các bạn. Rồi lần thứ cuối cùng, nếu mà cố tình đụng thêm lần cuối cùng nữa thì nó sẽ hú và đèn xi nhan thì chớp. Đó. Đèn nhanh thì chớp hú còi ha. Đó, rất là tiện lợi nha các bạn. Thì cái này các bạn có thể kết hợp vào tính năng tìm xe trong bãi cũng được ha. Đó, tìm xe trong bãi nè các bạn. Chữ mod nè. Đó. Thì đèn nhanh các bạn chớp lên 2 lần và tiếng còi tít tít ha, để cho mình biết được xe của mình. Thì các bạn khóa cái này rồi, nhưng mà trong vòng 20m các bạn lại các bạn bẻ mở khóa xe lên. Mở khóa xe lên đề máy chạy được. Tại vì các bạn chỉ có một mình các bạn đề máy chạy được thôi, là tại vì có cái remote này là hiện tại là đang nằm trong trạng thái là 20m trở lại, là giống như mình để trong cái túi quần của mình đó, là chỉ có một mình các bạn chạy được thôi, còn nếu người khác là không bao giờ chạy được ha. Thí dụ mình đang lưu thông trên đường đi nè. Đó, mình đang chạy xe trên đường, đang nổ máy, đang chạy bình thường ha, thì ăn cướp nó giật xe mình nó chạy ha, nó giật xe mình nó chạy ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Thì các bạn cứ nói chung là quan trọng là nhất là cái tính mạng của mình. Thì mình cứ bỏ rơi chiếc xe mình tạm thời đi ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ rơi xe mình tạm thời. Thì cái remote này các bạn giữ trong người các bạn nha, giống như mình đeo ba lô vậy đó. Rồi giữ người các bạn đi xa thật khoảng chừng 20m ha, là xe nó sẽ tự động ngắt nguồn hết và hú còi. Thì bây giờ mình sẽ kêu thằng em đi thử. Em đi thử đi. Đó, ví dụ như ăn cướp đi ha, đi xa khoảng 20m đi. Là xe của các bạn là đang sẽ không nhận diện được cái remote trong vòng 20m thì xe các bạn ngắt nguồn nha các bạn nha. Đó, ví dụ đang đi đó. Cái remote này thì Sơn chưa có mở nguồn lên nên chưa kích hoạt nha các bạn. Chưa mở nguồn lên thì không không có tín hiệu gì hết ha.
cái remote kia đó, các bạn thấy không, không nhận diện được remote 20m thì xe nó sẽ tự động ngắt nguồn, rất là tốt đó các bạn. Chớp đèn xi nhan liên tục luôn đó, đó chớp đèn xi nhan liên tục luôn này các bạn đó, rất là tốt. Hiện nay rất là nhiều anh em làm các bạn, rất là nhiều anh em làm đó. Rồi ok, rất là tốt như các bạn đó, Hyperion. Thì lúc này là chỉ ăn trộm, chỉ có bỏ chạy thôi chứ không có dám đứng lại nha các bạn. Đó, nó hú còi miết vậy đó ha. Hú còi miết vậy ha. Đó. Rất là tốt ha. Rồi. Rồi các bạn ha, rất là tốt. Đó. Thì bây giờ thằng em nó đang lại gần nha các bạn, em nó đang lại gần. Thì cái remote nó sẽ nhận diện được, nhận diện cái, xin lỗi các bạn, chiếc xe nó sẽ nhận diện được cái remote đạn đang nằm trong trạng thái là khoảng 20m thì trở lại thì sẽ có điện lại các bạn, đề máy chạy được ha. Đó đó các bạn ơi, cái bộ này rất là tốt nha. Hiện nay rất là nhiều anh em làm Hyperion ha, của công ty Việt Nam sản xuất nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Có bạn nào làm liên hệ Sơn ha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú à. Số điện thoại mình là 096 357 4901 nha. Bảo hành 1 năm nha các bạn. Rất là tốt, xe gì cũng làm được ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.